Vụ việc phân bón giả Thuần Phong chỉ là sai phạm của một công ty trong việc sản xuất kinh doanh phân bón. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc mà tới 7 bộ ngành phải vào cuộc sau 2 năm vẫn không giải quyết dứt điểm được. Việc xử phạt hành chính và cho công ty này tiếp tục hoạt động đã khiến dư luận đặc biệt lo ngại sẽ khó ngăn chặn được nạn phân bón giả. Nhiều ý kiến cho rằng cần có một chế tài đủ mạnh và hành lang pháp lý hoàn thiện mới đẩy lùi được vấn nạn này. Đây là xưởng sản xuất phân bón của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuần Phong, thời điểm ngày 24 tháng 4 năm 2015. Phân bón được sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng bao bì gắn mác Made in USA. Hàng nghìn bao bì tem phụ tiếng Việt đều xác định được in tại Việt Nam. Theo đăng ký kinh doanh, công ty Thuần Phong không được sang chiếc sản phẩm phân bón tại xưởng. Nhiều giấy tờ pháp lý của công ty vẫn chưa được hoàn chỉnh. Thì ngay sau đó thì công ty chúng tôi ngay lập tức ngày hôm sau chúng tôi đã củng cố toàn bộ hồ sơ lưu trữ tại công ty để mà cung cấp cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công ty Thuần Phong đã đưa ra bằng chứng để chứng minh công ty được phép sang chiếc và đóng gói sản phẩm. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi văn phòng chính phủ kết luận những chứng cứ công ty đưa ra không có giá trị về mặt pháp lý. Doanh nghiệp này làm không đúng pháp luật, sản xuất phân bón không đúng pháp luật theo giấy phép đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Quảng Nam. Thì lý do vì sao ông Thuần Phong công bố tiêu chuẩn dựa trên cái gì? Tôi đang hỏi. Nếu hai cái này lệch nhau thì rõ ràng đây là hành vi sản xuất tại Việt Nam và sản xuất hàng giả. Tuy nhiên, sau kết luận của Bộ Khoa học và Công nghệ, công ty Thuần Phong cũng đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lại vì cho rằng bị các cơ quan chức năng xử ép. Cùng thời điểm tháng 2 đến tháng 5 năm 2016, Công an Đồng Nai xác minh chưa đủ căn cứ để kết luận công ty Thuần Phong sản xuất phân bón giả. Tổ liên ngành gồm Công an Đồng Nai, các cơ quan chức năng của Đồng Nai sẽ quyết định xử phạt hành chính hơn 500 triệu đồng, tháo bỏ niêm phong cho doanh nghiệp. Cho đến nay, công ty này vẫn kêu oan. Chỉ một vụ việc của công ty cổ phần Thuần Phong thôi đã cho thấy sự điển hình cho sự bất thường trong xử lý doanh nghiệp sản xuất phân bón giả và có lợi ích nhóm trong sản xuất phân bón. Còn cái vụ Thuần Phong ấy, thì tôi đề nghị bây giờ lâu quá cũng được, không ai làm. Đề nghị Thủ tướng giao cho cục điều tra hình sự của viện kiểm sát tối cao là nó khách quan hơn để cho người ta thấy rằng chính phủ cũng hết nước, hết tình, hết lý về cái vụ này. Nhưng đến nay, sau hơn một năm vụ án vẫn còn chưa khép lại, thì kho hàng Thuần Phong đã được mở niêm phong và những mảnh ruộng vẫn đang chết dần vì phân bón giả, khiến chúng ta không khỏi xót xa.